For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý. MC Đài VTV lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn gây bão mạng xã hội. Phát ngôn về chuyện sinh con của MC Đức Bảo đang là đề tài bàn tán trên các hội nhóm về giải trí. Vài ngày qua, các diễn đàn giải trí lan truyền hình ảnh MC Đức Bảo kèm phát ngôn về chuyện con cái. Nếu đứa con sinh ra để kế thừa sự vất vả, nghèo khó của bạn, vậy không sinh con cũng là một loại lương thiện. Chia sẻ của nam MC khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội vì nhiều ý kiến cho rằng anh đang miệt thị người nghèo. Mới đây, MC Đức Bảo đã gửi lời xin lỗi đến khán giả thông qua trang cá nhân. Đồng thời, anh khẳng định đây không phải là phát ngôn của anh. Câu nói trên không phải là phát ngôn của cá nhân tôi. Tuy nhiên, dẫn tới hiểu lầm này lại xuất phát từ việc bên cạnh trang cá nhân, tôi còn có một fanpage do ekip quản lý, chủ yếu đăng những hình ảnh hài hước, đôi khi thêm một chút triết lý với mục đích đơn thuần là chia sẻ. Vậy nên, chia sẻ trên cũng là một phần trong số đó. Về một quan điểm tuy không phổ biến nhưng đáng để suy ngẫm về lựa chọn sinh con có trách nhiệm, MC Đức Bảo cho hay. Theo nam MC, câu nói trên đơn thuần là một lời nhắc về trách nhiệm của bố mẹ. Hãy mang con đến thế giới này khi đã suy nghĩ thấu đáo và có sự chuẩn bị tốt nhất trong khả năng có thể. Chắc chắn không ai muốn chứng kiến thêm những mảnh đời bị bỏ rơi, những em nhỏ, thay vì được học tập, vui chơi thì lại bị ép lao động nặng nhọc trong những điều kiện tồi tàn nhất. Chỉ vậy thôi mọi người ạ. Nhưng cũng rất tiếc là câu trích dẫn mà mình chia sẻ lại mang đến những hiểu lầm không đáng có, tạo ra cảm xúc tiêu cực cho một số người trong một tối cuối tuần đáng lẽ nên được thư giãn giải trí, MC Đức Bảo bày tỏ. MC Đức Bảo sinh năm 1987 là gương mặt quen thuộc với khán giả trên sóng VTV qua các chương trình như Chúng tôi là chiến sĩ, Cà phê sáng với VTV3, Việt Nam Idol. Đức Bảo từng đạt giải nhất chương trình Én Vàng 2013. Năm 2022, anh nhận giải biên tập viên dẫn chương trình ấn tượng tại Ấn Tượng VTV. Ngoài ra, anh còn được chọn dẫn trong các sự kiện lớn như SEA Games 31, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt.